Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc máy bay 4 động cơ đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Nhìn từ xa thì nó khá giống dòng Airbus A340. Tuy nhiên đây là một loại máy bay hiếm gặp hơn nhiều so với Airbus A340. Đây là một dòng máy bay được sản xuất bởi người Nga, một chiếc IL-96. Đây có thể coi là máy bay thương mại chở khách tốt nhất do người Nga sản xuất, mặc dù thiết kế của nó đã ra đời từ thời còn Liên bang Xô Viết. Thậm chí loại máy bay này còn được dùng làm chuyên cơ tổng thống. Đây cũng là lần đầu tiên mình quay được phà hạ cánh của một chiếc IL-96. Lần trước mình đã quay hụt phà hạ cánh của một chiếc IL-96 khác do quên bấm nút máy quay. Một lỗi khá ngớ ngẩn. Chiếc máy bay này đã bay thẳng từ Moscow đến sân bay Nội Bài, một tầm bay cũng khá xa. Điều đó cũng thể hiện khả năng của dòng IL-96 này. Bây giờ mời các bạn cùng chiêm ngưỡng phà hạ cánh của chiếc IL-96. Chiếc này được vận hành bởi Rossiya, một hãng hàng không của chính phủ Nga. Đây là phiên bản IL-96-300, được trang bị 4 động cơ PS-90. Chiếc IL-96-300 vừa hạ cánh xuống đường băng 11L sân bay Nội Bài. Khác với dòng Airbus A340, ở chiếc IL-96 thì bộ càng đáp ở giữa thân chạm mặt đường băng đầu tiên. Trong khi với Airbus A340 thì bộ càng đáp đó chạm mặt đường băng cuối cùng. Có lẽ đây là một chuyến bay ngoại giao. Và đây là hình ảnh quay từ camera góc động phà cánh của chiếc IL-96 xuống sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay hạ cánh trong một ngày có thời tiết khá đẹp. Còn đây là một góc quay khác phà hạ cánh của chiếc IL-96. Mặc dù đây có thể coi là loại máy bay thương mại chở khách tốt nhất do người Nga sản xuất, nhưng họ cũng đã từng dừng sản xuất dòng máy bay này do không thể cạnh tranh với Airbus và Boeing. Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ họ sẽ khôi phục lại việc sản xuất dòng máy bay này, có thể là kết hợp với người Trung Quốc để sản xuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.